Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình đi bể khiếu. Vừa phát hiện ra một cặp khiếu. Bây giờ mình sẽ bể cho anh em xem nhé. Giờ mình đặt bể xong mình sẽ quay cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ
Để nữa luôn. Để nữa luôn. Để nữa gai bệnh lại đi chứ. Có mắc không? Mắc tôi, chuột tôi mới mắc chuột đó. Bác sĩ. Được, không được thì mình cầm lên cái cớ nữa. Mình kéo lông lên đó. Bà kéo lông lên đây. Kéo lông lên đây đi. Bồn kìa. Lên đó cho sao. Để tay mở con trộn ra luôn chứ. Ý, bốn đi để chân xuống. Cắt gì mà người đi tạm anh mắc thôi để cho luôn được chỗ anh vung 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 đấy anh cũng vài cho lâu ngay quá nó này bắt được một chén đấy nha. Giờ mình thu bể về đấy nha. Anh em nào thích thì con này mình tăng nha. Yeah.
Chào các bạn nha, mình vừa về nhà. Giờ bật chim lại cho anh em xem. Nặng quá. Đây đây nha. Con khỉu. Anh em ai thích con này Minh Tăng nha. Vừa bẫy được con. Nhìn vừa thở vào lông này. Chắc là con này của ai sống. Cặp này của ai sống vào nhà, vào ở cái nhà dính. Ngày mai khi con này mình tặng nha. Hàng tặng chứ không bán. Chim trống. Cảm ơn anh em nhé. Anh em nhớ thấy hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình vậy nhé. Cảm ơn anh em.